Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà nhà đông đầy hạnh phúc. Ngay tới đây, chắc hẳn mỗi chúng ta lại dạo dực hân hoan, cầu hát đón xuân vừa sang, nhà nhà cùng nhau dọn dẹp, trang trí nhà cửa, sắm sửa bàn thờ cúng gia đình tổ tiên với mong muốn năm sau sẽ mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia đình. Vì vậy, bàn thờ thần tài trong mỗi gia đình Việt luôn được sắp xếp một cách đầy đủ và hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, có những thứ đại kỵ trong bàn thờ thần tài không thể thiếu được như tượng ông địa, thần tài hay Phật Di Lặc đều là những thứ vô cùng quan trọng trong bàn thờ thần tài. Vậy những thứ tuyệt đối không thể thiếu trong bàn thờ thần tài là gì? Quý anh chị hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay. Bàn thờ thần tài chắc hẳn đã quen thuộc với mỗi gia đình Việt Nam tín ngưỡng thờ thần tài để thu hút tài lộc, may mắn, mong muốn làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt, thuận lợi trong kinh doanh. Chính vì vậy, trên bàn thờ thần tài không thể thiếu tượng thần tài và ông địa. Thiếu hai vật này thì bàn thờ của bạn chắc chắn không thể gọi là bàn thờ thần tài. Sự tích thần tài có rất nhiều trong dân gian với nhiều cách kể khác nhau. Tuy nhiên, tích dưới đây là phổ biến nhất. Thần tài là thần cai quản tiền bạc, tài lộc trên trời. Trong một lần đi chơi uống rượu say, bị ngã xuống trần gian, đầu đập vào đá nên không nhớ nổi mình là ai. Dân chúng thấy ông mặc như diễn tuồng, lại ngơ ngẩn, tưởng là người điên nên lôi xe quần áo đem bán. Vốn dĩ là thần thiên đình, thần tài không quen với cuộc sống nhân gian. Cho nên từ đó, ngài thường đi lang thang, xin ăn khắp mọi nơi. Một ngày nọ, thần tài đi qua một nhà kia buôn bán gà, vịt, heo quay. Đang lúc ế ẩm, thấy thần tài đến xin, chủ tiệm mời ngài vào ăn. Được mời, thần tài ra sức ăn uống. Đặc biệt, ngài rất thích heo, gà, vịt quay. Cũng vì thế mà sau này, khi thờ phụng, nhân gian hay dùng các món này cúng cho ngài. Kể từ khi thần tài vào quán ăn uống, không biết từ đâu mà khách kéo đến nườm nượp. Thậm chí, khách của các tiệm đối diện cũng lũ lượt rủ nhau sang ăn. Chủ quán thấy vậy nên ngày nào cũng mời thần tài. Thời gian sau, người bán hàng thấy thần tài chẳng làm gì mà ngày ngày mò đến ăn không, uống không, dùng tay ăn bốc, người bốc mùi. Liền đuổi ngài đi vì sợ ngài khiến cho khách hàng khác không dám tới. Quán đối diện ngày xưa rất đông khách, này vắng hoe, thấy thần tài bị chủ quán bên kia đuổi, vội vàng mời thần tài vào ăn. Từ lúc đó, khách hàng ùn ùn kéo đến. Thấy vậy, các quán tranh giành mời thần tài tới thăm vì mong quán mình đông khách. Cho nên dân gian mới có câu thần tài gõ cửa là vì thế. Lại nói về quần áo, người dân trong vùng thấy thần tài không có quần áo mặc nên dân ông đi mua. May mắn thay, ngài được dẫn đúng đến nơi người ta đã bán quần áo của ngài khi trước. Sau khi mặc lại quần áo, mũi nón, thần tài nhớ lại mọi chuyện trước kia và bay về trời. Ngày đó, nhằm vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, do đó cứ hàng năm, dân chúng lấy ngày này làm ngày vía thần tài. Cũng chính vì vậy mà trên bàn thờ thần tài không thể nào thiếu tượng thần tài được. Ngoài thần tài thì còn có thổ địa hay ông địa, còn được gọi là thổ công trong văn hóa tín ngưỡng, là một vị thổ thần cai quản một vùng đất. Trong phạm vi gia đình thì thổ địa là một trong những vị thần cai quản trong gia đình. Không chỉ có vậy, ngay bàn thờ thần tài, thổ địa nên đặt bát nước, minh đường, tụ thủy, một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi, tức đổ đầy nước vào một cái bát và những bông hoa được trải trên mặt nước. Đây là một vật phẩm phong thủy không thể thiếu trên bàn thờ thần tài, thổ địa và cũng là vật trang trí phong thủy nhà cửa rất độc đáo. Ngoài tượng thần tài, ông địa ra thì Phật Di Lặc cũng là một trong số những vật dụng không thể thiếu. Chúng ta thờ cúng bàn thờ thần tài vì muốn được làm ăn, thuận buồm, xuôi gió, muốn được bảo vệ, tránh xa khỏi những điều tai tiếng, thị phi. Còn tượng Phật Di Lặc chính là người sẽ mang may mắn tới cho gia chủ, cũng chính là người cai quản các vị thần, bảo vệ chúng ta khỏi những điều sai trái, lầm lối. Kính thưa quý vị, mỗi lần lễ chùa Phật hay cúng bàn thờ tại nhà, chúng ta đều phải dâng lên những nén nhang thơm bày tỏ lòng thành kính của mình. Chính vì lý do đó, bát hương cũng là vật không thể thiếu trên bàn thờ thần tài.
là vật cần được chăm chút, cẩn thận bởi gia chủ. Lưu ý tránh xê dịch vị trí bát nhang khi lau chùi. Nếu cần bốc bát nhang thì nên mời thầy phong thủy về để tránh làm cho sai, dẫn đến tai ách cho gia đình. Ngoài ra, gia chủ nên chọn bát nhang có nguyền nhãn và đặt quay ra ngoài ban thờ. Mơ ước một cuộc sống ấm no, sung túc nên trên bàn thờ thần tài không thể thiếu được gạo muối và nước. Từ xưa đến nay, nước ta là một nước nông nghiệp thuần túy. Người dân coi trọng việc trồng lúa, coi trọng từng gánh hạt gạo của mẹ thiên nhiên. Vì vậy, gạo luôn luôn phải có mặt trên bàn thờ thần tài để ám chỉ cũng như bày tỏ ước nguyện một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngoài gạo ra thì muối cũng là thứ không thể thiếu. Muối là sự kết tinh của trời và đất, là sự giao thoa của tự nhiên đã ban tặng cho con người. Chính vì vậy, muối là thứ quý vô cùng và thường được đặt lên bàn thờ như một lời cảm ơn tới mẹ thiên nhiên. Còn nước là nơi bắt đầu của sự sống, là thứ nuôi dưỡng và phát triển ta hàng ngày. Có nước thì sẽ có hoa, hoa tươi tượng trưng cho những điều tốt đẹp, tinh hoa của đất trời. Vì thế, thói quen trưng hoa trên bàn thờ thần tài mang ý nghĩa dâng lên các vị thần những gì thơm thảo, tốt đẹp nhất để cầu mong họ phù hộ sức khỏe, may mắn cho gia đình. Với kinh nghiệm nhiều năm của thầy Gia Cát và các thầy trong Hội Phong thủy Việt Nam, mỗi gia đình khi chuẩn bị hoa cắm trên bàn thờ thần tài nên chọn 9 bông hoa. Theo quan niệm phong thủy từ xa xưa, số lẻ là những con số tốt và số 9 chính là số lẻ lớn nhất. Bên cạnh đó, số 9 còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự phát triển, những điều viên mãn, tròn đầy và đặc biệt là mang đến sự trường thọ, vĩnh cửu. Các loài hoa được chọn để cắm thường mang ý nghĩa may mắn, tài lộc và hạnh phúc. Đầu tiên là hoa mẫu đơn. Đây là loài hoa mọi người thường nghĩ ngay đến khi mua hoa trong ban thờ thần tài. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là sự thịnh vượng, phồn vinh, quý phái. Vì thế, khi chọn hoa mẫu đơn đặt trên bàn thờ thần tài, gia đình sẽ nhận được sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Một loài hoa nữa phải kể đến chính là hoa sen, quốc hoa của Việt Nam. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng. Hoa sen biểu tượng của sự hoàn hảo và ý chí vươn lên. Dù sống trong bùn, nhưng hoa sen vẫn giữ được cốt cách cao quý của mình. Theo quan niệm của y học phương Đông thì các bộ phận của cây sen như rễ sen, cánh sen có tác dụng tích cực đến sức khỏe. Khi đặt hoa sen trên bàn thờ sẽ giúp cho gia đình luôn tràn đầy sức sống và luôn mang đến năng lượng tích cực. Một số loài hoa cũng mang ý nghĩa tương tự mẫu đơn là hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền. Đây đều là những loài hoa mang ý nghĩa về sự thanh tịnh, tài lộc dồi dào. Hoa và trái luôn đi liền với nhau. Hoa tươi mang đến sự thanh thản, bình yên, còn trái ngọt tượng trưng cho những thành quả đạt được. Vì vậy, trên bàn thờ thần tài không thể thiếu đĩa trái cây. Trái cây nên được xếp ngũ quả, tức là 5 loại trái cây. Trái cây có thể cúng hàng ngày, đặc biệt là những ngày vía thần tài, mùng 1, ngày rằm hàng tháng cần trang trọng hơn. Lưu ý, dĩa trái cây không được cao hơn bát nhang. Đặc biệt là đĩa phải thấp hơn nhãn nguyệt của bát nhang để nhãn không bị che khuất. Hoa rơi cửa Phật hay hoa trong nước thì bát hương minh đường tụ thủy hay còn gọi là bát hương thả hoa cũng là thứ không thể thiếu. Theo quan niệm trong phong thủy, minh đường tụ thủy có ý nghĩa rất tốt đối với mỗi gia đình. Vì vậy, đây là lý do tại sao nhiều gia đình lại chọn xây dựng nhà ở phía trước có hồ nước hoặc hồ phun nước. Bởi nước được con người xem là tượng trưng cho phúc khí, là điềm lành và may mắn. Trước đây, chọn việc xây nhà mà ở phía trước là hồ hay ao chỉ có mục đích đơn thuần, đó chính là tiết kiệm đoạn đường chạy đi gánh nước. Điều này có ý nghĩa rằng hồ nước chỉ mang tính chất, mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt. Còn điều mà người xưa chưa hề biết, đó chính là minh đường tụ thủy, là phúc khí và điểm tốt cho gia đình. Cùng với ý nghĩa của minh đường tụ thủy, bát nước minh đường tụ thủy đặt trong nhà cũng mang đến những ý nghĩa phong thủy vô cùng đặc biệt. Theo đó, bát nước thả hoa không thể nào thiếu được trên bàn thờ thần tài. Và cuối cùng, với mong muốn cuộc sống ấm no, sung túc, con đường làm ăn gặp nhiều may mắn thì trên bàn thờ thần tài không thể thiếu cốc ngậm tiền, thiềm thừ hay cốc ba chân. Nói về truyền thuyết về loại thiềm thừ thì phải nhắc đến Lưu Hải Hí Kim Thiềm. Lưu Hải Hí Kim Thiềm hay Lưu Hải Câu Cóc.
Lưu Hải là một nhân vật thời Ngũ Đại, là một trong những đệ tử thân tín của Lã Độc Tân, một trong những bát tiên. Ông là người nghĩ ra việc đúc tiền để giúp dân chúng dễ dàng mua bán và trao đổi. Lưu Hải là một người thích chu du thiên hạ để trừ yêu, diệt ma, cứu giúp những người nghèo khó, những người gặp khó khăn. Thiềm Thừ là một con yêu quái chuyên đi ức hiếp dân lành, do đó mà Lưu Hải đã thu phục nó. Trong lúc giao tranh, Thiềm Thừ bị thương và gãy một chân và chỉ còn ba chân. Từ đó, Thiềm Thừ đi theo Lưu Hải tu hành làm việc phúc, đi đến đâu gặp những người khó khăn cần giúp đỡ, nó lại nhả tiền vàng để cứu giúp. Do vậy mà về sau trong dân gian có bức tranh Lưu Hải hí kim thiền, vẽ nên một tiền ông tay cầm sâu tiền và có một con cóc ba chân đi theo. Người ta nhận thấy rằng khi có Thiềm Thừ xuất hiện vào đêm trăng tròn ở gần nhà ai thì đó là sự báo tin của gia chủ sẽ nhận được sự giàu có, phú quý. Vì vậy, cóc ngậm tiền được người đời tôn xưng là con vật quý, biểu tượng cho vượng tài. Trong xã hội ngày nay, nhiều xô bồ, trắng đen lẫn lộn, những chuyện xui xẻo có thể xảy đến là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên, nhiều người sử dụng và trưng bày ông cóc trên bàn thờ thần tài, thổ địa như một cách xua đuổi vận rủi và đón những điều may mắn, tài lộc đến với gia đình. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là các vật dụng không thể thiếu trên bàn thờ thần tài. Thiếu một trong số các vật dụng trên thì bàn thờ thần tài không còn nguyên giá trị như tên gọi của nó. Để biết thêm thông tin về các vật phẩm cũng như muốn sắp xếp bàn thờ thần tài một cách hợp lý, gia tăng tài lộc, quý khán giả có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline của chương trình để được thầy Gia Cát cũng như đội ngũ hỗ trợ một cách nhanh nhất. Để không bỏ lỡ các video hấp dẫn, quý vị hãy nhấn chuông để đăng ký và nhận được thông báo khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại!